Nam chính đã được đưa đến một căn phòng và cậu có quyền chọn một cô gái mình thích, trước mặt cậu toàn bộ đều khỏa thân. Năm 2040, tại Đại học Y tế Tiên tiến Quốc gia, thanh niên đã tỏ tình với Eliza, cô cũng biết tình cảm của cậu, giờ nói ra có hơi muộn tí. Năm nay cậu mới nói vì nếu để năm sau thì muộn rồi, cậu mắc căn bệnh sơ cứng tế bào, bệnh tình ngày càng trở nặng. Tầm nửa năm nữa thì sẽ có thuốc nhưng giờ vẫn cần điều trị, cho đến khi đó cậu phải vào buồn ngủ đông tầm vài năm. Cậu cũng không thể bảo cô chờ đợi mình tới 5 năm, năm được, rồi cậu cùng đi tới bệnh viện với em gái, cô em gái bé nhỏ lo lắng cho cậu lắm. Eliza vì muốn gặp cậu nên bất chấp chạy tới viện xin được gặp cậu lần cuối, cậu để ý thấy tiếng của cô nên ra ngoài thử, cả hai đã có một cuộc trò chuyện nho nhỏ trước khi cậu ngủ đông. Cậu đã trao lại cho cô chiếc vòng cổ của mình rồi sau đó cậu tiến vào quá trình ngủ đông. Khi tỉnh dậy cậu thấy một cô gái tóc tím nhưng không phải Eliza, xung quanh cậu toàn là gái AI. Giờ đã là năm 2045, đầu tiên cậu được mời đi tắm sau đó được kiểm tra y tế. Bệnh của cậu đã khỏi hoàn toàn và đã có thuốc đặc trị cho căn bệnh của cậu. Cậu muốn gặp lại ông bác sĩ già để cảm ơn nhưng ông ấy không có ở đây. Cô gái tóc tím đó đã tới và nói mình sẽ giải thích hết mọi thứ cho cậu trong khi cậu ngủ, đi cùng cậu là hai cô vệ sĩ. Cô là Su Umira, phụ trách riêng của cậu, nói đơn giản mọi thứ của cậu đều sẽ do cô phụ trách. Giờ cậu muốn nghe chuyện cô nói là sẽ giải thích, 4 năm trước đã có một chủng virus mới xuất hiện tên MK virus đã bùng nổ ra khắp thế giới. Người lây nhiễm sẽ chết trong khoảng 3 ngày, con virus đó lây nhiễm qua không khí, thuốc đặc trị thì vẫn chưa điều chế ra được. Dân số đã giảm phân nửa chỉ trong 4 năm khi có virus, mọi thứ đã trở nên khó khăn hơn, đây là sự thật. Cậu không tin nên chạy ra ngoài hỏi chuyện khi gặp cậu cô gái đó hoảng sợ bỏ chạy rồi nhiều người tới gần cậu hơn đi tới đâu bị nhìn tới đó mira đã xuất hiện và nói thêm về loại virus đó mk virus là molecular virus nó chỉ lây nhiễm với nam giới còn nữ giới thì không giờ thế giới chỉ còn lại phụ nữ mà thôi một phần nam giới nhỏ vẫn sống sót nhưng cũng đang trong trạng thái ngủ đông trên thế giới chỉ còn 5 người đàn ông sống sót là 5 người đang điều trị bệnh sơ cứng tế bào gồm cả cậu năm người duy nhất có khả năng kháng lại mk virus có thể nói năm người đó là tài nguyên quý giá nhất trên thế giới này có một cô gái tính tấn công cậu nhưng đã bị giật giờ cậu được mira tin tưởng giao cho nhiệm vụ duy trì giống nòi cho toàn thế giới nghe vui đấy nhưng đau khổ lắm khi về căn cứ mira đã cho cậu xem lại đoạn băng về virus mk do mất phân nửa dân số nên mọi thứ đều giảm đi đáng kể kể cả trình độ khoa học giờ nếu như cậu không hành động thì thế giới có lẽ sẽ không còn con người nữa việc thụ tinh nhân tạo là không thể bé gái thì sống được nhưng bé trai chỉ vài ngày sau là tử đã có phụ nữ mang thai nhờ quan hệ tình dục với số một kết quả ra sao vẫn chưa rõ Cô biết nói xuông thế hơi khó tin nên đã gọi em gái cậu tới nói chuyện và cậu đã tin vào chuyện này. Chuyện về Eliza thì em cậu cũng chẳng rõ. Cô ấy mất tích ngay sau khi cậu ngủ đông. Mira đã gặp cấp trên và nói chuyện về số 2 tức tô. Rồi đêm đó cô tới tấn công cậu nhưng vì Eliza nên cậu đã từ chối không làm chuyện đó. Phụ trách của số 1 đã tới cà khịa cô một tí. Hôm sau cô đã dẫn cậu đi xem phụ nữ. Trên thế giới còn khoảng 5 tỷ phụ nữ. Cậu có thể tha hồ lựa chọn. Nếu không có ai ở đây cậu thích thì họ sẽ tìm bằng được cho người đúng gu cậu cậu không chấp nhận chuyện này và còn nói đừng xem mình như gia súc để phối giống nữa mira lại một lần nữa nhắc về thế giới và mong cậu hãy hợp tác những người đàn ông đang ngủ đông kia có thể sẽ chết trong một năm nữa vì vốn họ đã nhiễm bệnh rồi ngủ đông chỉ làm chậm quá trình nhiễm bệnh mà thôi thấy cô cầu xin vậy nên cậu xin cô hãy cho mình thêm một tháng cậu muốn tìm được eliza nếu nhất định phải sinh con thì cậu chỉ chọn eliza mà thôi cô chấp nhận nhưng vẫn sẽ để một người phụ nữ bất kỳ ngủ với cậu mỗi đêm thời gian là vàng nên không phí được nếu cậu một lòng một dạ với cô ấy thì cám dỗ như này chắc không sao đâu trong khi một người thì cứ đến giờ là phịch còn một người thì vẫn đang từ từ tận hưởng cuộc sống do hầu hết nam giới không còn nữa nên phụ nữ gần như làm mọi thứ số một đã nói món ăn nên để người nấu thì sẽ khơi gợi cảm giác thèm ăn hơn mira ăn khá nhiều nhưng mà thân hình vẫn đẹp lắm có mỗi chỗ đó phát triển à dây cũng không cưỡng lại được mà phải nhìn cái rồi bị cô em vèo má giờ cậu là người đặc biệt rồi nên được đối xử vô cùng đặc biệt một lúc sau cậu đã gặp hino tức số một ông anh tới cho cậu vài lời khuyên đơn giản kiểu như hãy tận hưởng thế giới vô lý này đi rồi còn khoe về chiến tích giường chiếu của mình nữa chứ tối đó đang tắm thì mất điện cậu tính mò cửa mà ai ngờ mò trúng ngực người ta bà chị đây là Akan bà chị chúc cậu say rồi vác về giường quái nào lúc tỉnh dậy thì lại thấy một bé lo loli bé đây là Sui bé này cũng do Mira điều tới sau khi cậu tỉnh thì chị Akan đổi phiên với bé Sui yên tâm là bà chị này sẽ không làm gì đâu ai nói đổi phiên chứ hai người ngủ cùng cậu luôn gái xin nằm cùng nên không ngủ được mà thức trắng nguyên đêm hôm sau cậu cố gắng đi tìm Eliza vì có một chút tia hy vọng từ chiếc vòng cổ của cậu nó có phát sóng nên cậu nghĩ có thể tìm Eliza bất ngờ có gấu tấn công xui và Akan đã vào việc đôi mắt xui trở nên vô hồn rồi nhảy lên gõ con gấu đúng một cái nó nằm luôn xui mới là vệ sĩ chứ không phải y tá đâu akan mới là y tá cơ sau đó họ tới phòng nghiên cứu của eliza nó hơi bừa bộn chút vì sau khi cô mất tích đã có kẻ trộm đột nhập tất cả các nhà nghiên cứu trên thế giới không ngoại trừ eliza đều nghiên cứu về mk virus cậu nhớ lại ngày eliza quyết tâm làm bác sĩ để chữa bệnh cho zero cậu được dịp cho cô một tí nhưng mà cậu cũng muốn trở thành bác sĩ giống cô hai người thì sẽ tốt hơn một người mà bây giờ cậu đã đưa ra một quyết định mới đó là cậu sẽ tìm cách chế ra thuốc chống mk virus cậu đã lên tv luôn cậu đã nói về chuyện nam giới có khả năng sống sót cậu tính sẽ tìm ra thuốc đặc trị chống lại virus mk nên mong mọi người giúp sức với mình eliza hiện vẫn còn sống chỉ là cô chưa lộ diện mà thôi sau vụ này dây đã được tự do hành động hơn dù sẽ có khả năng cao cậu gặp nguy hiểm trong lúc đang sửa soạn lại phòng sau khi vừa bị em gái mắng thì cậu vô tình tìm ra chiếc vòng tay của eliza cậu chạy vào WC mở lên xem eliza đã nói rằng có người tạo nên virus mk thế giới đang bị che mắt bởi sương mù cô đã có một số thông tin quan trọng về virus nhưng chẳng tin tưởng ai mà giao lại cả cô rất mong gặp lại cậu. Chiều tối cậu đã mời Mira đi dạo và trò chuyện, cô đã xin lỗi cậu vì để cậu bị gấu tấn công, cậu cũng không để tâm lắm đâu. Hiện mấy người bên cấp cao đang lo lắng khá nhiều thứ, cụ thể là chuyện dây lên sóng truyền hình. Hơn nữa họ cũng đang rất để tâm tới số 1 và chê số 2 vô dụng vì trả giao phối được tí nào cả rồi còn chửi cậu là đồ gì đó này nọ. Sau khi nói chuyện đám này quyết định cho dã đông số 3 ngay khi sẵn sàng và Karen là người được trao vai trò phụ trách số 3. Năm 2040, cậu nam sinh tóc trắng đây đang bị bắt nạt, lũ bắt nạt chê bai cười nhạo sở thích của cậu rồi bắt nạt cậu chẳng một ai quan tâm hay để ý người bạn duy nhất của cậu đã bị bắt nạt nên chẳng còn ai để ý tới cậu nữa chỉ riêng một cô giáo để ý tới cậu cô có vẻ thích cậu nên đụng chạm cậu mà chẳng ngần ngại và cậu cũng thích cô nữa có mấy đứa con gái khác tới nên cậu đi luôn giáo viên khuyên cậu nên đi khám đàng hoàng và cậu đã tới viện khám thử cậu đã mắc một căn bệnh đó là sơ cứng tế bào dù cậu bị bệnh mà chẳng lấy một ai quan tâm ngoại trừ cô giáo đám trong lớp cũng chả thèm nhìn hay nghe gì cả mà cứ bỏ đi như thể chả có gì vậy cậu cũng lẳng lặng ra về cậu đã vô tình thấy tên bắt nạt mình và bạn gái hắn làm chuyện đó ở trường dù cậu bị bệnh nhưng hắn vẫn bắt nạt cậu cậu tức lắm mà chả làm gì được tối đó thì cậu đã phần nào đó chấp nhận căn bệnh này tối đó cô em gái xinh đẹp ma yu đã gọi điện hỏi thăm cậu và rồi ngày ngủ đông cũng đã tới khi cậu tỉnh dậy thì một cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh cậu cô em này trông tươi lắm còn hỏi cậu muốn làm lại cuộc đời cấp ba tươi đẹp không nhìn nãy giờ tươi đẹp chỗ nào cậu hiểu tình hình khá nhanh việc cậu bị hạn chế là điều khó mà tránh khỏi cậu quay lại cuộc sống học đường như trước cái dáng vẻ vẫn như xưa cậu không còn bị ngó lơ nữa, cậu đã được để ý vì là người đặc biệt nhưng vẫn cảm thấy khá khó hiểu. Trong giờ học Karen nhờ cậu đi với mình một chút sau giờ học, sau giờ học cô đã dẫn cậu tới gặp lại giáo viên cũ. Cô rất mừng khi gặp lại cậu và cậu cũng thế. Karen kêu cô nên thưởng cho cậu rồi ra ngoài. Cô đã hỏi tối nay cậu rảnh chứ rồi hẹn cậu đến phòng cô lúc 9 giờ. Cậu đã nghĩ tới chuyện đó mà đỏ hết cả mặt lên. Đến giờ học thể dục cậu không vận động mà chỉ ngồi yên một chỗ. Karen đã tới ngồi nói chuyện với cậu. Cậu có hơi sợ khi lớp chỉ có mình cậu là con trai. Karen nói giờ nhân loại trả rảnh mà gây chuyện đâu theo tôi thấy là quá rảnh rỗi ấy chứ. Tối đó cậu đã đến phòng cô yêu du như đã hẹn còn cô thì vừa mới tắm xong, nhìn ngon lắm luôn đó. Đầu tiên thì cũng phải tâm sự mềm tí đã rồi đè cậu ra làm chuyện đó. Mọi thứ có vẻ thuận lợi nên Karen khá vui. Sau đêm đó thanh niên cứ mơ mơ màng màng, hôm sau lại có một cô bạn khác tới tiếp cận cậu. Không chỉ một mà tới hai, khi một cô bạn khác đến thì cô bạn kia nhéo cậu một cái trông có vẻ rỗi rồi bỏ đi. Sau giờ học cậu ghé qua phòng thể chất một tí, bé Hồng và mỹ nữ thể thao đã đối đầu với nhau, bé Hồng do kém nên đã bị đập bóng vào mặt rồi nảy đập mặt cậu mọi người lập tức tới hỏi thăm cậu cô bạn phát bóng vừa rồi thì quỳ gối xin lỗi luôn lúc tới phòng nhạc cô Yuzu đã tới và xin lỗi chuyện hôm qua chuyện hôm qua vui thế thì trách thế nào được cô còn hỏi han sức khỏe cậu nữa chứ sau đêm đó hai người đã gắn bó với nhau nhiều hơn rồi mọi kế hoạch của karen sắp xếp thành công tốt đẹp luôn nên vui lắm ngoài ra cô vẫn còn mục tiêu nào đó sau chuyện đó cô Yuzu và roi đã sống chung một nhà với nhau đúng kiểu vợ chồng mới cưới luôn thân mật tình cảm dữ lắm rồi lại đè nhau ra làm gì thì biết rồi đó hôm nay cậu đã bị karen kéo tới lớp học bơi cậu không thích vận động lắm đâu nhưng mà với cô yuzu thì chắc là thích đó chuyện đó không giấu karen được vì cô là người gắn kết cậu với cô yuzu lại mà cậu cũng cảm ơn cô vì đã giúp hai người gắn kết lại gần nhau hơn nên hôm nay cậu sẽ vận động theo ý karen thanh niên được mấy bạn nữ chú ý tới nên ngại lắm chắc đây là cuộc sống học đường mà cậu thích đây mà thanh niên dần để ý tới cơ thể người khác hơn chắc là dục vọng trỗi dậy rồi đây mấy cô gái tới gần cậu nói chuyện mà mắt cứ nhìn đi đâu ấy rồi ngại ngại cô bạn mỹ nữ thể thao muốn tiến gần cậu hơn chút mà bị bé hồng chơi chọc cười áo ăn miếng trả miếng cô cầm bé hồng quảng luôn xuống nước nhiều gái để ý tới cậu và cậu cũng để ý tới nhiều gái sống trong môi trường này chắc sướng ha chứ tôi là tôi muốn một mình chiều tối cô yêu bận tí việc nên không về được với cậu nên cậu cũng thông cảm bất ngờ ichi Jiyou tới gõ cửa nhờ cậu sau này giúp đỡ mình cậu liên lạc với karen thì cô nói điều hòa ở ký túc xá nữ tầng một hỏng hết rồi nên cần tìm phòng thay thế mà không đủ phòng đơn nên xiu đành phải tới đây ở ghé thực ra vụ thi đấu ở bể bơi là để tìm ra người được ở cùng với cậu đó chứ không phải ngẫu nhiên hay đến bài kiểm tra đâu người chiến thắng sẽ được ở với cậu một tuần sau một tuần thì sẽ là cô gái khác tới ở với cậu đó nên cả hai hãy cố gắng thân thiết chả biết hứa dây giờ sao rồi thế là cậu phải tạm xa cô iuzu một thời gian rồi cậu tuy chấp nhận chuyện này nhưng mà vẫn thấy khó hiểu lắm cậu cũng buồn vì giờ chắc không tới phòng cô iuzu mỗi tối được nữa rồi sáng hôm sau vẫn như bình thường thôi mà bất ngờ ở chỗ xiu nhờ cậu thay đồ cho cô vốn ở nhà hay có người thay đồ cho cô nên giờ cần có người giúp tiểu thư giữ thần hà cô cũng tự làm được nhưng tốn rất nhiều thời gian nên hay nhờ bạn cùng phòng giờ thì cậu sẽ chịu nhiệm vụ đó cậu cũng chấp nhận giúp cô, dù não cứ nghĩ có cô yêu rồi nhưng mà đứng trước cô gái xinh đẹp thế này khó mà kìm nén dục vọng được. Sau đó cậu đi ăn với Karen. Lúc sau Sunka tới nói chuyện thì cậu tiện hỏi luôn Xiu thay đồ thế nào. Tí nữa thì bị cô tưởng cậu muốn tắm chung với Xiu nữa chứ. Cậu khá ngạc nhiên về bản thân khi có thể tự nhiên bắt chuyện với con gái. Cậu đã ngồi cầu thang và gọi điện cho cô Yuji để tâm sự tí. Đêm đó Xiu bất ngờ muốn nằm ngủ cùng cậu. Cô không ngủ một mình được nên muốn được ngủ cùng cậu cô đã tâm sự chuyện hồi nhỏ cho cậu nghe cả hai tâm sự rồi môi chạm môi chuyện gì tới rồi cũng tới thôi rồi giờ quay lại với jeto nào giờ thì jeto nổi tiếng rầm rầm luôn cậu còn được người ta săn đón dữ dội lắm chứ đùa quay lại với do nào có vẻ cậu vừa có thêm một cô gái nữa rồi đó là xiu chưa gì sáng ra đã mớm nước cho nhau rồi anh bạn hino thì sắp được làm bố rồi reto thì vẫn đang cố gắng cho nghiên cứu của mình sáng nay cậu đã gặp lại cô yuzu cậu đã xin lỗi cô cô tuy chấp nhận nhưng buồn lắm cô cũng chấp nhận việc cậu là của mọi người sau đó cậu lên sân thượng và gọi karen tới nói chuyện cậu đã nói hết những suy nghĩ của mình ra với karen cậu biết đây là một thí nghiệm với cậu và là nơi để xoa dịu cậu nhưng chuyện cô yuzu và xiu bị lợi dụng như thế cậu thấy không vui tí nào cậu sẵn lòng hợp tác nhưng không muốn hai người họ bị lợi dụng nữa cô vui vẻ nói đã đến giờ rồi sau đó cô dẫn cậu tới lớp cô có chút lời khen cho cậu vì đoán gần đúng rồi sau đó cô kể về virus mk cho cậu nghe rồi kêu tất cả những người ở đây đều được chọn để dành cho cậu sẽ không một ai ghét cậu đâu và họ còn sẵn sàng làm chuyện đó với cậu Mấy bà cấp trên thì thấy vui chút chút vì số 3 có chút tiến triển nhưng mà vẫn lo về số 2 khi Reto chưa giao phối lần nào cả. Mira đã bị bãi bỏ nhiệm vụ làm phụ trách cho Reto. Reto hiện vẫn đang dốc sức nghiên cứu tìm ra vaccine. Bất ngờ có cô gái mặc mỗi cái quần với cái áo khoác bước vô không nhìn gì nên đụng trúng cậu. Lần đầu thấy đàn ông nên cô sợ hãi bỏ chạy. Đó chỉ là một sự vô tình. Hơn nữa anh còn là người bị đè mà có người tới nói xấu anh rằng anh là kẻ biến thái đè con gái nhà người ta giữa đường. Mira đã gọi cậu tới và nói về chuyện cô sẽ không còn là phụ trách của cậu nữa. Cấp cao cũng có mặt ở đây hai người vừa bước vào đây là rea và maria người phụ trách mới của cậu giờ cậu nổi tiếng khắp thế giới nên cậu sẽ có thêm một người phụ trách nữa maria là một nhà nghiên cứu nên hẳn sẽ có ích cho việc nghiên cứu của cậu katajiri sẽ thay mira hỗ trợ cậu xong chuyện mira đi liền sau khi thủ tục giấy tờ hoàn thành thì mira sẽ không còn là phụ trách của cậu nữa nhưng cô ấy vẫn ở lại đây với tư cách người giao phối coi phụ nữ gì mà như gia súc để nhân giống vậy giờ có người phụ trách mới nên anh đã bị giới hạn nhiều hơn katajiri nói chuyện với mira một chút và tỏ vẻ khinh thường jeto nhưng mira lại có một cái nhìn khác về cậu sau đó họ đã tới suối nước nóng, nơi đó sẽ có vài người quan trọng đó, nó làm cậu bất ngờ tới nỗi giật mình làm đổ cốc nước lên người Maria. Cô đi vệ sinh chút nên cậu cũng đi theo để nói về chuyện virus. Cô có vẻ thích thú với suy nghĩ của cậu nên nói khá nhiều. Cô cũng mong chờ tới suối nước nóng cây môn lắm vì nơi đó là điểm bùng phát. Sau đó cả hội tắm cùng nhau luôn, cậu đã bị bắt phải kỳ lưng cho mọi người. Akan có vẻ thích bị sờ soạn nên chủ động đụng chạm. Cô đùa hơi quá nên cậu chạy lẹ. Hôm sau họ đi gặp một bà lão, người nhà bà ấy cũng nhiễm virus MK bà từ chối nói chuyện vì mấy người dám đem xác chồng bà đi cắt thành trăm mảnh đó chỉ là khám nghiệm tử thi theo maria nói theo tôi biết khám nghiệm tử thi làm gì có vụ cắt trăm mảnh đâu dù nói gì bà cũng không quan tâm dây tô lên tiếng bà cũng không thể nghe chồng bà ấy là nạn nhân đầu tiên ông ấy rất ghét công nghệ nên không có gps trên người điều đó khiến họ khó điều tra hơn nữa ở đây cũng không có niềm tin vào uv kép hôm sau dây tô lại tới thuyết phục bà đến khi katajiri nói cậu chưa giao phối với bất kỳ ai thì bà cho cậu ở lại chỉ mình cậu tất cả kể cả đứng ngoài cũng đi ra xa đi bà thấy khó hiểu với suy nghĩ của cậu cơ mà cậu không có gai đâu chỉ là cứng hơn người thường thôi cậu vì người mình yêu nên chưa làm gì cả và cậu muốn tìm ra cách chống lại virus để bù đắp cho những chuyện đã xảy ra bà có chút vui rồi nói đã nói chuyện xong quấn chăn đi ngủ tối đó cậu muốn đi tắm chút nhưng có người tới nên trốn tạm vào phòng sông hơi ai ngờ có một cô gái đi vào đó và cô ấy không lên tiếng mà vui vẻ ngồi xuống dù có hơi chút bất ngờ cô cũng kêu cậu nên ở lại nếu không muốn bị phát hiện cô muốn có một trò chơi nho nhỏ với cậu ai ra khỏi phòng sông hơi này trước là thua cô thua thì cậu an toàn còn cậu thua là phải nghe lệnh cô cô cố gắng dụ dỗ cậu nhưng mà cậu cứng lắm cậu có người thương rồi mà cô đã ngất trước nên cậu đưa cô ra ngoài cậu chăm sóc cô mà cô đòi uống nước bằng miệng cậu nên cậu cũng đành làm ai ngờ lúc đó mấy cô gái đi vào và nghĩ cậu định làm chuyện đó nên ra ngoài cậu muốn thanh minh mà không được hôm sau bà đã kêu cậu đi mua đồ nếu không thì khỏi nói chuyện katajiri cũng đi theo rồi bà gọi mira vào nói chuyện sau khi nói chuyện với cô bà biết cô khá quan tâm tới dây tô đó chứ sau khi cậu mua đồ về thì bà lại chê nhưng bà nói mai hãy tới, bà sẽ kể chuyện xưa và có kể về ông chồng nữa. Nghe vậy cậu vui lắm nên cúi đầu cảm ơn bà, bà đã nghe được câu trả lời thích đáng từ cả hai bên nên bà mới vui vẻ hợp tác với cậu. Ai ngờ đêm đó có kẻ tới tiêm thêm thuốc khiến bệnh tình của bà nặng hơn, cũng may là đêm qua bà dặn y tá đưa cho cậu tấm ảnh của bà. Cậu đã nhận nó và nhờ cô y tá chăm sóc bà. Hôm nay cả hội đã tới bệnh viện nơi chồng bà Taniguchi được đưa đến sau khi nhiễm bệnh, đây cũng là nơi dịch bệnh bắt đầu. Trong này đổ nát hoang sơ lắm nên xui sợ lắm, tiếng nước nhỏ giọt cái là dễ nảy lên khi đó thanh niên hino đã dần chán việc làm tình akan cũng đã phát hiện ra có người đã đầu độc bà taniguchi akan đã kéo katajiri lại để hỏi chuyện xem đêm hôm đó cô đã làm gì thì cô nói mình ngồi viết báo cáo nên thôi akan cũng bỏ đi reto đã phát hiện ra thứ gì đó trong tấm ảnh liên quan tới cái vòng đó cùng lúc này hino đã ra ngoài và muốn chọn một cô gái khác ai ngờ lại chọn chúng em gái của reto reto đã phát hiện ra bí mật bên trong tấm ảnh về thông tin của virus mình nhưng thời gian có hạn nên xem một tí rồi phải ra ngoài đi tiếp đêm đó katajiri đã tìm lại em gái mình và nhờ một vài chuyện Reto đã biết được một số thông tin về virus mk nhưng vẫn còn vài chỗ chưa biết được do chưa có thông tin cậu cần có người giúp đỡ trong nghiên cứu cậu đã chủ động hỏi maria thì cô cũng muốn được nghiên cứu lắm nhưng mà cô chỉ được nghiên cứu có tí thôi à cô chưa có quyền đụng tới mấy thông tin đó uvk ở mỹ hiện đang nắm giữ mấy thông tin đó mà cũng chả tập hợp được các nhà nghiên cứu vì lũ cấp trên giới hạn rồi bất ngờ phụ trách của số 1 tới hỏi reto và em gái cậu về chuyện giao phối với hino tất nhiên cô bé từ chối rồi cậu đã đứng ra thay mặt em mình từ chối thế quái nào khi hino cầu xin thì lại rủ lòng thương cho gặp mặt số một đúng kiểu bắc phoi luôn ấy nhưng mà đám cấp trên rảnh đâu mà quan tâm họ bận bàn về mấy cuộc nổi dậy chống đối uv kép katajiri đưa ra ý kiến đó là để số 2 đi phát thức ăn như thế có thể khiến tình hình dịu đi hơn ý kiến cũng hay và nó đã được chấp hành hiện cả đám đang bị theo dõi nên akan tranh thủ lúc vào phòng tắm nói chuyện với cậu về virus mk và cảnh báo cậu trong những năm qua có rất nhiều nhà khoa học đã biến mất một cách bí ẩn chẳng chắc chắn được rằng đã chết hay còn sống nữa đúng lúc đó katajiri tới nên akan áp sát người cậu giả bộ kiểm tra sức khỏe rồi kiếm cớ đuổi katajiri đi hôm sau họ đã tạo ra một nơi ẩn náu ở khu tị nạn để có thể tự do hành động chứ ở trong uv kép họ bị giới hạn rất nhiều có người thích chuyện này nhưng có người thì không đã có một sát thủ nhắm tới jeto nhưng đã bị em của rea xử trước sau đó cậu ngồi xem em gái mình hẹn hò với hino nhưng chả đi tới đâu cả hiện họ đang nghiên cứu thêm về virus mình do không bị giám sát giới hạn nữa nên việc nghiên cứu đã được mở rộng lên rất nhiều trong khi đó hino vẫn thực hiện công việc của một máy dập họ cũng đã tìm ra được thông tin của các nhà nghiên cứu vốn ở mỹ mà giờ lại thấy ở trong viện tất cả đã từng ở đó rồi biến mất nơi mà chồng bà Taniguchi được gửi đến. Đêm đó Joy không ngủ được nên đã ra ngoài, anh ngờ lại gặp Karen, cô vui vẻ nói cậu có thể rời khỏi đây khi tốt nghiệp và cậu sẽ sớm có bạn cùng phòng mới thôi. Hôm sau đã có một cuộc bốc thăm nho nhỏ để chọn ra người tiếp theo sẽ ở cùng Joy, còn cậu thì cảm thấy buồn vì mình bị coi như một giải thưởng hơn là một con người. Người bốc thăm chúng lần này là một cô gái ngoại quốc, cô nàng thiếu tính kiên nhẫn nên vào VFC tấn công cậu luôn nhưng mà cậu sợ kiểu này lắm. Khi xưa cậu bị bắt nạt kiểu như thế này nên đến giờ vẫn còn ám ảnh, cậu đã quay về căn phòng cũ bất ngờ xuân ca tới cả hai cùng ngồi xuống nói chuyện với nhau cô đã nhắc về chuyện xưa rồi chia sẻ nỗi buồn với cậu khi xưa cô cũng bị bắt nạt cô đã có thêm rất nhiều bạn kể từ khi tới đây nhưng đôi khi vẫn cảm thấy sợ hãi rồi tới đây để nghe nhạc cả hai có chút giống nhau rồi đó nam nữ chung một phòng chuyện gì tới thì cũng tới mà thôi nét qua cảnh này chứ không ăn gậy từ youtube đó cậu kéo cô về phòng thì cô bạn ra ngâm đã ở đó tức giận khi thấy cậu kéo một cô gái khác tới trong khi cậu còn chả biết tên cô là gì thế rồi cả hai bắt đầu cãi nhau cậu câm lặng luôn càng nghĩ càng hoang mang nên bỏ chạy và mong được gặp lại sen xây tiếc là không được nữa rồi bất ngờ cậu gặp được tua Du, ngồi nói chuyện thôi là được rồi mà mắt cứ tia đi đâu ấy thanh niên đã dùng lỗi lầm của cô ngày đó để ép cô cho cậu xem ngực dục vọng trỗi dậy ha đến lúc chạm vào rồi thì lại kéo áo xuống xin lỗi xong bỏ chạy hôm sau cậu tới xin lỗi cô về chuyện đêm qua cậu xin lỗi vì đã lợi dụng cô cô muốn nhờ cậu giúp mình dọn dẹp phòng thể dục và cậu đã đồng ý chả hiểu dọn dẹp kiểu gì mà lôi người ta vô phòng rồi đè xuống hôn tới tấp hứng tình dữ lắm rồi đó chuyện đó đã tới xiu đứng ngoài lặng im không nói gì sau khi làm xong thì tua đu xin lỗi cậu dối rít cậu thì thấy hơi khó xử hơn là bận tâm rica cũng không còn là bạn cùng phòng với cậu nữa và rồi cậu cũng đã được ngủ một mình sau một thời gian dài hôm sau tự dưng nổi lên vụ mỗi ngày sẽ có một người phục vụ cho cậu người đầu tiên sẽ là ian aji karen muốn tăng thêm thời gian tiếp xúc với gái nên mới nghĩ ra cách này thậm chí cậu còn bị cưỡng hôn nữa chứ cậu hoảng quá nên đứng dậy vội mà lỡ té cậu bị thương một chút ở tay thôi mà bị đem đi kiểm tra toàn thân mới ghê cậu thắc mắc sao cái giường lớn thì karen xuất hiện với ba cô gái và để họ ở lại chăm sóc cho cậu chúng ta biết chuyện gì rồi mà nhỉ cậu đã vô tình thấy bé hồng đang chế loại thuốc gì đó nên tới hỏi thử cô ăn nói hơi từ cao chút nhưng mà như thế đủ để xoa dịu cậu rồi nên cậu cảm ơn cô bằng một nụ hôn tối đó karen gửi lời nhắn từ yuzu tới cậu nói rằng cô chuyển trường vì lý do gia đình cậu thật sự rất sốc khi nghe chuyện đó nghe tin đó cậu tức giận tra hỏi karen nhưng cô ta vẫn vui vẻ nói rồi cậu sẽ gặp lại yuzu một ngày nào đó thôi cậu đành bất lực buông xuôi hôm sau cậu vẫn cứ thế mà sống nhưng ở trong một thái độ chán ghét rồi dần trở nên vô cảm cậu cũng chả quan tâm tới chuyện làm tình hay gì mà cứ thế làm luôn muốn gì làm đó rồi đến một ngày bất ngờ có một học sinh mới chuyển tới cô ấy là Hoshino sun roi sốc lắm ngày đó sun là hoa khôi của lớp cô được bao người xung quanh mến mộ nhưng mà cô ta cũng mặc kệ cậu như bao người khác cô vẫn vui cười nói nói mặc kệ cậu bị đánh trước mặt mình thế mà giờ cô đã thay đổi một cách chóng mặt cần cậu giúp đỡ cậu đã dùng quyền lực để ép cô cởi đồ ra, cậu vẫn chưa bỏ qua cho những gì cô đã làm với mình đâu. Cô thì chưa chịu làm đâu, cô đã thử hỏi mọi người để xin thêm thông tin về Joy nhưng chẳng ai chịu giúp cô cả. Tô Đu cũng từ chối giúp, dù là tình địch nhưng không phải bạn bè, cô ấy đã 23 tuổi rồi còn chả biết phải làm gì nữa. Giờ thì cô ấy đang bị cô lập, cô ấy muốn tham gia vào ngành giải trí nhưng khi đàn ông biến mất thì chả ai cần cô ấy nữa. Việc trở thành idol hay diễn viên thì lại khó hơn rất nhiều, nếu như cậu chịu giao phối với cô ấy thì cô ấy sẽ có một phần của cậu và sẽ được UV kép để mắt tới nhưng vậy là công việc chứ cô có thích gì cậu đâu karen khuyên cậu nên cho cô ấy cơ hội để kiểm tra thử cô đã bị ép chỉ được mặc áo với quần lót đi lại trong trường dù xấu hổ nhưng cô vẫn chấp nhận ngày hôm nay như vậy còn mai thì bỏ thêm vải đi nữa hôm sau thì còn mỗi bộ đồ lót trên người cậu cũng đã chấp nhận cô và hẹn cô lên sân thượng sau giờ học cậu muốn làm ngay ngoài này để trả thù lần cô dám ngó lơ cậu khi xưa cậu còn gọi thêm vài cô gái tới nữa vì công việc nên cô đã chấp nhận thanh niên này cũng suy đổi rồi nhưng tên hino còn tốt chán so với khứa này chắc do tổn thương nhiều quá nên muốn tổn thương lại người khác đây mà Tối đó Karen còn gợi ý cho cậu một số trò mạnh bạo nữa, cô còn sẵn sàng cung cấp cho cậu mọi thứ miễn nó không liên quan tới việc rời khỏi trường học. Cậu đã nói muốn làm chuyện đó với Karen, tất nhiên là cô chấp nhận rồi, lần này cậu muốn mang một người khác tới đây. Cùng lúc đó Zeto và nhóm của cậu đã thu thập được rất nhiều thông tin rồi, cậu đã đưa ra quyết định bệnh viện này là nơi sản xuất ra virus mình. Nếu là do con người làm thì việc không biết nó từ đâu tới chính là do nó xuất phát từ bệnh viện, cứ cố gắng tìm kiếm tiếp thôi. Hôm nay Joy đã được giao nhiệm vụ kiểm tra cơ thể các bạn nữ, sau khi nhờ Karen cậu đã tìm được Eric A, kẻ bắt nạt cậu khi xưa giờ cô đang bị xích trong vkc để lau dọn cậu đã dùng cơ hội này để trả thù cậu không hiếp dâm cô mà tra tấn tinh thần cô bằng những hành động xấu hổ hay tệ hơn thế chắc gọi là xỉ nhục nhỉ đêm đó đã nói chuyện với cấp trên có khá nhiều chuyện bí ẩn ở đây vẫn chưa được giải đáp về một người nào đó về sự việc nào đó về mọi thứ xung quanh hôm sau việc đụng chạm roi diễn ra nhiều hơn bình thường lớp học và ngôi trường này chỉ để làm cảnh mà thôi Đến giờ học bơi XIU đã cắt áo tua đu cho cậu chui vào rồi trốn xuống dưới nước xong nói với mọi người cậu đã về lớp để cả ba có cơ hội bên nhau trong bể bơi. Đêm tới thì lại chơi gái giữa bụi rậm luôn, về phòng cũng chưa dứt nữa phải chơi thêm mấy em nữa. Cậu đã chìm đắm trong thế giới đầy dục vọng này, Eric A thì đã bị bắt làm thú cưng rồi. Bản thân là một con nghiện nên thiếu thuốc thì cực kỳ khó sống. Cậu đã cho cô thuốc nhưng mà bắt cô phải hôn mình thì mới cho và rồi quay lại ngủ tiếp như chưa có gì xảy ra. Hôm sau cả nhóm Reto đã lên đường điều tra về virus mình. Giờ thì chúng ta ghét soi chính thức được rồi đó sứ giả từ tổng bộ của UV sắp tới Nhật Bản rồi. Đây là một tin xấu cho mấy bà cấp cao của UV Nhật. Manfield sẽ là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm nên chả ai muốn đụng vào cô cả. Nhưng đám cấp cao đã có cách đối phó rồi. Hôm nay Joy lại tiếp tục tận hưởng cuộc sống và gọi một cô bạn tới phòng mình đêm nay nhưng cô nói mình đang đến tháng. Cậu đã chấp nhận và để khi khác. Karen thì có vẻ nghi ngờ cô rồi. Đêm đó cô bạn đó đã phải xúc miệng để làm sạch miệng. Chắc phải vài lần rồi đó. Lúc sau Eliza đã liên lạc với cô để bàn về kế hoạch. Joy thì vẫn tận hưởng cuộc sống tình dục của mình bất kể thời gian nào trong ngày sáng sớm tới đêm muộn, mọi lúc mọi nơi, từ phòng tắm tới phòng học, từ thư viện tới phòng y tế, thích đâu là đó. Đêm đó hội dây tô đã vào bệnh viện để điều tra về virus mình, Akan cứ hở tí là dọa ma bé suy à. Giờ không có thời gian tán nhảm nữa đâu, cần làm việc sớm, Akan đã hỏi tình cảm của cậu dành cho Mira là gì, cậu cũng thích cô ấy đấy nhưng chưa chịu thừa nhận hẳn. Hai bên cưới nhau được rồi đó, Akan biết rõ cậu là trai tơ nên mấy chuyện đã xảy ra là bình thường. Akan lại vẫn chưa chọc xui nhưng nhờ vậy đã mở được cánh cửa tới căn cứ bí mật. Đêm đó người bên UVK đã tới Nhật, Quý cô đây không phải là Manfield, cô chỉ là trợ lý thôi còn cô ấy hiện đang ở một nơi khác. Trong khi đó cả hội đã mò ra được căn cứ bí mật, do nhiều người đè lên một chỗ nên ống thông gió không chịu nổi mà rơi xuống. Cục trưởng kỹ thuật đã phát hiện ra họ, tất nhiên họ sẽ không được rời khỏi đây một cách dễ dàng rồi. Cái đó phải dành cho cô mới đúng vì Chloe đã tới rồi. Cô là Chloe Manfield đến từ trụ sở UVK thế giới. Sau lời tuyên bố của cậu cô đã giả làm học sinh trao đổi và điều tra xem có chuyện gì đang diễn ra. Chắc để chuyện nói sau vì chỗ này gài cả đống bom rồi, cần phải chạy trước đã không có thời gian gỡ bom đâu nên cứ chạy trước đã ngay khi cả hội rời đi thì chỗ đó phát nổ cậu thấy hơi tiếc vì mất cơ hội điều tra về virus mình roi vẫn đang tận hưởng cuộc sống của một ông hoàng muốn làm gì thì làm nơi này giờ đúng là cái ổ dâm loạn rồi karen vẫn là người quản lý nơi đây và cô sẽ không cho một ai rời khỏi đây đâu sơn tất nhiên cũng thế mọi chuyện không đơn giản chỉ là để sinh con thôi đâu chloe không chỉ biết về chuyện virus mình mà còn biết nhiều chuyện khác nữa cô cũng tin chắc là jato cũng biết chuyện đó hope đã biết rất rõ về chuyện của uvk nhật rồi nên nói toẹt ra luôn biết bị lộ nên mấy bà già gọi bảo vệ vào. Tiếc ghê đây toàn là người của Hope, hơn nữa cũng có tay trong ở đây nên cô mới biết được rất nhiều chuyện ở đây. Họ đã bị bắt vì một đống tội. Chloe đã tiết lộ cho cậu một thông tin vô cùng bất ngờ đó là Eliza hiện đang thuộc một tổ chức khủng bố. Nghe khó tin lắm vì Eliza mà cậu biết là một người vui vẻ dịu dàng chứ không phải phần tử khủng bố. Đêm đó Joy đã có chút thiện cảm với Eric A nên cho cô cái khăn mà giữ ấm, bất ngờ có một vụ nổ xảy ra tại đó. Bất ngờ họ nhận được tin một người đàn ông đã bị bắt cóc. Joy trong lúc bất tỉnh đã nhớ lại Sensei của mình, tình đầu khó quên ha. Khi cậu tỉnh dậy thì Karen nói là cậu đang ở trong bệnh viện ở thành phố Cây Môn. Cô nói rằng những kẻ khủng bố đang cố bắt cóc cậu, có vài người không hài lòng với UV kép nên đã tấn công, mấy cô gái vì lo lắng cho cậu nên núp ngoài cửa nghe mà nặng quá cửa nào chịu nổi. Thế là cả đám lỡ vào luôn rồi, đêm tới cậu ra ngoài đi dạo đi, yên tâm vì ở đây có hàng rào rồi, rào không chưa đủ, hẳn rào điện luôn cho chắc. Cậu cũng thấy vui vì không có quá nhiều người bị thương, Karen lại thấy cậu khá tốt khi vụ nổ xảy ra thì lại che chắn cho Eric à. Cậu nói đó chỉ là phản xạ mà thôi, sau đó cô kể hết sự thật cho cậu nghe rằng cậu không phải người đàn ông duy nhất sống sót trên thế giới tất cả những người đó đều bị bệnh đa sơ cứng nỗi ám ảnh quay lại khiến cậu có chút sợ karen tính đưa cậu tới tokyo karen muốn nhảy vào đống hỗn loạn để toàn quyền lãnh đạo cô muốn đứng đầu cả thế giới luôn chính vì vậy cô mới giúp đỡ cậu cậu muốn hỏi thử cô có sẵn sàng giao phối với mình không cô thích quản lý hơn nhưng nếu cậu muốn thì cô sẵn lòng sau khi nghe câu trả lời của cô cậu đã hợp tác giúp cô phát triển tham vọng bên phía eliza đã bắt được một người rồi họ quyết định sẽ đánh thức số 4, tên nô lệ thần thánh này những người phụ trách đã được gọi về, số 1 sẽ phải tạm dừng việc giao phối. Do số 4 đã bị bắt cóc nên họ cần đề cao cảnh giác, Eliza không chỉ là khủng bố mà còn là một trong những kẻ đứng đầu tổ chức nữa. Reto chả quan tâm tới mấy cái mệnh lệnh gì đâu mà muốn biết mình cần làm gì ngay lúc này, cậu làm Chloe ngưỡng mộ vì tính cách của cậu. Cô đứng dậy nói mình sẽ bảo vệ cậu rồi bỏ đi, nghe như Chloe là người tốt đúng không, không đâu vì cô ấy cũng nhận lệnh từ cấp trên để làm một công việc bí ẩn. Đêm đó Reto cầm điện thoại thử thì thấy định vị chiếc vòng cổ ở Nigata. cậu đang tính mò vị trí thì Akan tới nên giấu vội đi cả hai đã vào phòng tắm để nói chuyện cho an toàn chloe đã tới chỗ hino giờ cô nắm quyền chỗ này nên cô nói gì phải nghe đó khiến hino khó chịu lắm akan đã nói rằng mẹ mình đã bị buộc tội sản xuất virus mình tuy không ưa mẹ nhưng cô biết chắc chắn bà ấy không làm như vậy hơn nữa cô cũng không tin chloe được cô từng có một đứa em trai và nó đã mất mẹ cô thậm chí còn không đến dự đám tang của nhóc nên cô buồn lắm cậu kêu cô hãy cùng nói chuyện với mẹ cô cậu sẽ nhờ chloe thử bất ngờ eliza lên tv cô nói mình không phải khủng bố cô sẽ giải phóng thế giới khỏi sự thống trị của uvk izanami họ bắt đầu đưa ra những bằng chứng về lời nói dối của UVK với toàn thế giới. Số 4 đây sẽ lên sóng, một người đàn ông khác ngoài Zeto mà mọi người đã biết. Còn một bằng chứng nữa là cô đã tìm thấy một lượng lớn vệ tinh bị vứt bỏ tại một nhà máy quốc gia. Nồng độ cao của virus được phát hiện trong một phần xác của vệ tinh, một lượng khổng lồ luôn ấy chứ. Hơn nữa UVK có người tham gia sản xuất chế tạo vệ tinh này. Điều đó có nghĩa kẻ đã phát tán virus chính là kẻ đang ngồi trên ghế lãnh đạo UVK với mong muốn xóa bỏ toàn bộ đàn ông chỉ để thế giới có phụ nữ. Họ cũng đang cố gắng tạo ra trẻ em bằng ghe nhân tạo, có lẽ Mira là một trong số đó, tổ chức Izanami yêu cầu cho trả bốn người đàn ông bao gồm cả tô kể cả những người đang ngủ đông. Cậu lập tức đến chỗ Chloe hỏi chuyện, cô đã cố đánh chống lảng và nói rằng mình chưa làm gì cả rồi còn dụ dỗ cậu nữa nhưng không được đâu. Cậu đã quyết tâm phải gặp lại được Eliza, đêm đó Akan đã cùng xui tới gặp mẹ mình để nói vài chuyện. Cô đã kêu tô và mọi người hãy cùng trốn khỏi nơi này, đang tính vào phòng mà có người nên cậu đã đề cao cảnh giác. Đó là Karen và số 3, ê nhìn khác bọt lắm, chuẩn bắc luôn này doi đã quay lại buồng ngủ tiếp tục ngủ đông một lần nữa đó thực chất là quá trình thúc đẩy phát triển khiến doi trưởng thành nhanh hơn mà thôi karen gặp reto thì vẫn tươi vui hỏi mấy câu hỏi hồn nhiên nhưng vẫn không quên hỏi về kép. sau đó maria đã được dẫn đi gặp lại cô em gái bé nhỏ của mình mấy chị em gặp nhau cũng vui mà thắc mắc sau trên đầy đủ dưới mỗi cái quần lót vậy thôi bỏ qua đi ngồi tâm sự xíu nào doi đã hỏi về sensei thì karen nói cô ấy được gửi đến một nơi an toàn hơn rồi ngày mai sẽ có chuyện nên giờ phải nghỉ ngơi cái đã Hứa Doi đây thì vẫn đang bận suy nghĩ về cô giáo thân yêu của mình rồi. Zeto đã gọi Mira đến để nói chuyện. Cậu đã kêu cô vào phòng tắm, không có mưu đồ gì đâu, chỉ là vào đó nói chuyện sẽ an toàn hơn mà thôi. Cậu muốn thuyết phục Mira hãy đi cùng mình. Vì tin tưởng cô nên cậu mới gọi cô tới đây nói chuyện nhưng cô nói mình không đi được. Cô nói nếu muốn cô đi cùng thì giờ cô phải giao phối với cậu. Cậu nghĩ chắc rằng cô muốn từ chối mình nên mới làm như vậy. Cô lại nói mình rất muốn đi nhưng không thể rồi khóc. Từ ngày nhỏ cô đã được nhìn thấy cậu rồi. Cậu định lại gần an ủi động viên cô rồi tính hôn nhau thì có người cậy cửa gọi cậu đi. Pop đây là trợ lý của Man, cô ta đã bắt giữ hết những người khác rồi, cả Mira cũng vậy còn cậu sẽ bị đưa qua méo. Bất ngờ Akan ra mặt chào hỏi tí, xui cũng tiện tay đánh luôn nhưng ả à ta giã tóm được Mira bắt cô làm con tin. Ai ngờ sự tới viện trợ cùng Maria, giờ thì chuồn lẹ cái đã không có thời gian tán nhảm đâu. Hôm sau Joy và Karen đã tới gặp Chloe, Karen đã nói thay cho Joy, cô muốn lập một giao kèo. Cô muốn gặp tam đại hiền nhân, Chloe cũng sẵn sàng hợp tác nếu Joy hợp tác. Karen còn nói thêm một chuyện nữa đó là chuyện nước Nhật, cô nghĩ nước nhật nên để người nhật lãnh đạo tốt hơn mấy đứa ngoại quốc đó và muốn cô giao quyền kiểm soát cho mình cùng lúc này hội dây tô đã tới gặp em gái mình trong khu ổ chuột gặp được trai cái mấy bà già vẫn tươi vui lắm còn sơ soạn nữa chứ cả hội quyết định sẽ chờ đến đêm để hành động còn khứa roi thì đêm xuống cái là lại phập nhau rồi ra ngoài nói chuyện với karen để nói chuyện tí đêm đó katajiri đưa cậu ra tàu để trốn thoát cô chỉ đưa cậu tới đây được thôi còn lại sẽ có người trên tàu lo cho cậu rồi nói sẽ bảo vệ anh trai cậu hết mức có thể trước khi đi cậu vẫn phải cảm ơn mira vì mọi chuyện cô đã làm cho cậu cậu đã ôm cô và dặn cô hãy bảo trọng rồi lên tàu cậu đã gặp được một người trong hội izanami giờ họ sẽ tới đài loan và gặp eliza ở đó trên tàu cậu cứ nghĩ mãi về mira chưa gì đã bị em gái bắt bài rồi đưa cậu cái máy tính bảng nó kết nối với hino do xài mạng ngầm nên cả hai mới kết nối được ít ra thanh niên này còn tốt chán so với roi cả hai trò chuyện một tí rồi tắt máy hino không chỉ vui tính mà còn tốt tính cậu đã giúp cho các cô gái khác trốn thoát an toàn ít nhất cậu sẽ ở đây vì không muốn bỏ mặc mọi người lại khi quay về sự và Mira đã bị bắt rồi bị dẫn vào phòng giam riêng. Ngày hôm sau Joy lại tiếp tục cuộc sống của một máy dập còn hội dây Tô đã đến điểm hẹn và cậu đã gặp lại Elisa.